VinFast VF Pi là mẫu xe điện mini SUV mới được ra mắt bởi VinFast, với mục tiêu nhắm đến thị trường xe điện đô thị. Dưới đây là một số điểm đánh giá chung về mẫu xe này. Thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt, VF Pi có thiết kế vuông van, nhỏ gọn phù hợp cho việc di chuyển trong các khu vực đô thị chật hẹp. Kích thước nhỏ giúp xe dễ dàng xoay trở trên các con đường hẹp và đỗ xe ở những khu vực có không gian hạn chế. Phong cách thiết kế mang về trẻ trung, hiện đại, với những đường nét đơn giản nhưng cứng cáp. Hiệu suất vận hành là một mẫu xe điện, VF Pi được trang bị động cơ điện và pin lithium cho khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với xe động cơ đốt trong truyền thống. Khả năng vận hành của xe được đánh giá phù hợp cho những hành trình ngắn trong thành phố, đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của người dùng. Giá cả hợp lý, VF Pi dự kiến có mức giá phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là phân khúc người mua xe lần đầu hoặc những người muốn tìm kiếm một chiếc xe nhỏ gọn tiện dụng trong đô thị. Công nghệ và tiện nghi, dù thuộc phân khúc xe mini SUV, VinFast VF Pi vẫn được trang bị các công nghệ an toàn cơ bản và tiện nghi như hệ thống giải trí kết nối điện thoại thông minh. Hệ thống pin của VF Pi được thiết kế để có thể sạc nhanh, thuận tiện cho người dùng khi di chuyển trong thành phố. Thân thiện với môi trường, là một mẫu xe điện, VF Pi không thải ra khí CO2, phù hợp với xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường trong tương lai. VinFast VF Pi, chiếc SUV điện nhỏ gọn, có giá khởi điểm là 235 triệu VND, khoảng 9.248 USD cho phiên bản có thuê bao pin, trong khi phiên bản bao gồm pin có giá là 315 triệu VND, khoảng 12.390 USD. Đây là một mẫu xe điện giá rẻ, thu hút sự chú ý lớn tại Việt Nam, nhằm vào những người lái xe trẻ tìm kiếm sự tiện dụng và thiết kế hiện đại. Tóm lại, VinFast VF Pi là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những người sống tại các khu đô thị, muốn có một chiếc xe nhỏ gọn, linh hoạt và thân thiện với môi trường.